thực hiện nghị quyết số 136 của Chính phủ, nghị quyết của tỉnh ủy, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, thì Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thị xã Bến Cát long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Bến Cát. Tham dự chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Mai Thế Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Lê Thanh Cung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Dương. Theo nghị quyết số 136 của Chính phủ, thị xã Bến Cát được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 23.442,24 ha diện tích tự nhiên và 203.420 nhân khẩu của huyện Bến Cát, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Mỹ Phước và 7 xã Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Điền, Phú An, An Tây. Nghị quyết số 136 của Chính phủ chấp thuận thành lập 5 phường thuộc thị xã Bến Cát, gồm phường Mỹ Phước, phường Thới Hòa, phường Tân Định, phường Hòa Lợi, phường Chánh Phú Hòa. Buổi lễ đã công bố và trao nghị quyết số 136 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát, công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định Ủy ban Nhân dân lâm thời thị xã Bến Cát, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bến Cát, Ban thường vụ thị ủy, Ủy ban Nhân dân lâm thời thị xã Bến Cát đã ra mắt.